Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hội từ thiện ngày 7 hôm nay, Dương Hậu trao 200 ngàn cho Trung bệnh ruột rồi ra ngoài. Thì hôm nay Dương Hậu trao 200 ngàn của ý Mỹ Trên á. Trung 200 ngàn, xin mời Trung. Cảm ơn rồi. Thì thay mặt gia đình Trung cũng một lần nữa xin cảm ơn gia đình ý Mỹ Trên hỗ trợ 200 ngàn giúp cho Trung lúc khó khăn. Thì Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube là Hậu Từ Thiện Ngã Bảy. Mong các nhà hảo tâm trong nhà ngoài nước hãy đăng ký và like thích. Dương Hậu có nhà hạn thưởng tiền, Dương Hậu sử dụng số tiền đó vào quỹ từ thiện giúp cho người bệnh, người nghèo khó khăn. Dương Hậu cảm ơn rất nhiều. Cũng không quên cảm ơn gia đình Chí Bi Kênh hỗ trợ 200 ngàn. Chúc cho gia đình Chí luôn khỏe và nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành giải phút xem chương trình này.